trong video tiếp theo tại vườn nhà anh Loát. Tôi sẽ ghi hình cho quý vị xem một số cái tác phẩm bonsai ở trong vườn này. Trước mặt nhà chúng ta là một cây xanh Nam Điền, cây khá lớn. Nếu tôi đứng từ mặt bể đứng thẳng thì đầu tôi chưa chắc đã tới ngọn cây kia. Cây rất cao. Đây là một cây xanh cổ. Rất già. Vâng, đây lại là một cây si nữa. Một cây si có cái thân hình quái dị, hay người ta gọi là dáng quái theo ngôn ngữ của mấy anh em chơi cây hay gọi. Nhưng chúng ta gọi là dị cây thì sẽ hợp lý hơn. Đây, quý vị xem cái phần thân bệ gốc của cái cây này. Phải nói là rất dị. Một cây si cổ rất già. Cũng là si đỏ. Vâng, vế đằng trước này có một cái, đây là một cái tổ con chảo chuột. Hôm nay tôi đi quay nhưng mà trời rất nắng. Bởi vì khu vực Hà Nội mấy ngày hôm nay, mấy ngày hôm trước là mưa rất nhiều. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, của cơn bão. Và hôm nay đã qua cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cho nên là thời tiết lại trở lại nắng nóng như những dịp trước. Thực ra đi quay cây cảnh bonsai thì tôi lại thích đi quay vào trời nắng. Bởi vì trời nắng vào sáng thì hình ảnh sẽ đẹp hơn.
có điều là có đôi chút ngược sáng. Vâng, đây cũng là một gốc xanh Nam Điền, cây xanh phổi. Trước đây là một cây hoàn thiện, đã được cắt tay cành đi để tạo thế dáng mới cho cây. Bộ bệ rất lớn. Một cây tác phẩm song thụ đang nuôi tay bông. Và đây là vế sau của một cái tác phẩm xanh Nam Điền. Cây rất già. Vâng, thân bệ rất lớn. Toàn bộ phần thân bệ và tay cành đã chuyển sang màu vàng đồng. Cây rất đẹp. Tôi sẽ vào bên trong cây, quay những cái cây cảnh bên trong này. Đây là cây đa. Một cây đa lông. Thân bệ rất khủng. Vâng, đây cũng là một cây xanh Nam Điền. Cũng được nuôi lại tay bông. Phải nói là đầu tư vào cái vườn bonsai này, tôi đoán chắc anh Nót cũng phải đầu tư rất rất nhiều tiền. Bởi vì trong vườn này tôi dự tính nó phải rơi vào hàng vài trăm cây. Và cây nào cũng có giá trị riêng. Vâng, đây có một cây phi lao. Phải nói đây là một cây phi lao rất đẹp. Cây tử cũng lắc rất dẻo. Vâng, có lẽ nếu là tôi cũng chỉ thích một cái cây như này thôi. Thế này đã là đủ với tôi rồi. Một cây tử này làm cây cảnh cho tôi là được rồi. Chưa cần nói đến cây to. Rất đẹp.
cao quá. Tôi vói hết tầm, vẫn không lên được tới ngọn. Mặc dù cái máy quay của tôi là có cái tay cần rất dài. Đây chính là cái điểm nghệ thuật của cái tác phẩm này, đó là cái độ lắc dẻo mềm mại gấp khúc. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây để chuyển sang một video mới. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.